Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để cho ý kiến các nội dung Ủy ban Nhân dân thành phố trình và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố liên quan đến 8 nội dung trên các lĩnh vực. Qua thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua các nội dung về quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể cá nhân trên địa bàn đạt danh hiệu thành tích cao tại các giải thưởng cuộc thi liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các dự án như dự án tuyến đường đi riêng, kè chắn đất và trang thiết bị văn phòng khu căn cứ hậu cần kỹ thuật Hòa Bắc, khu công nghiệp Hòa Ninh, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân. Liên quan đến đầu tư công, có các nội dung về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường cao đẳng nghề Đà Nẵng, về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình chợ đầu mối Hòa Phước, về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2, hộp rác số 7. Liên quan đến việc bố trí nguồn dự toán kinh phí cung cấp sản phẩm dịch vụ công trên địa bàn thành phố với thời gian 3 năm hoặc 5 năm, các đại biểu đã thảo luận thêm về vấn đề xử lý thoát nước và cây xanh tại các quận huyện. Chúng ta chỉ mới chú trọng đến vấn đề nạo vét đường mương cống mà chưa nghĩ đến nhiều cái hạng mục trong đó là do là cũng không bố trí kinh phí. Chúng ta phải rà soát cho kỹ chỗ này chứ không là không đủ kinh phí để thực hiện, và như vậy nó không khớp nối về thoát nước. Thứ hai nữa là cái việc mà phân bổ dự toán đó, phải lưu ý là phải mang tính đồng bộ giữa các cái cấp phân cấp với nhau để chúng ta thực hiện chỗ nào thì dứt điểm chỗ đấy. Chứ còn tránh tình trạng là dưới quận là thực hiện cái dự toán tại khu vực này nhưng qua khu vực khác thì chưa có kinh phí, thì thành ra cái hệ thống thoát nước cũng không đồng bộ. Đối với cái lĩnh vực thoát nước ấy, thì chúng ta mới đạt được rằng đấu thầu sang cái kết quả đấu thầu là chúng ta mới đạt được 46% thôi. Đó. Thì năm nay chúng ta là trên cơ sở đó, trên đề nghị của các khối quận huyện thì chúng ta đề xuất là năm 2024 là đề xuất ở đây là 87% so với lại cái số đề nghị của đơn vị. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Phú Bang và nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường, nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 11. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là các nội dung, việc thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp. Qua đó, nhiều nghị quyết quan trọng đã được thông qua, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp lần này. Đề nghị các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để giám sát tiến độ triển khai các công việc. Trong tiếp xúc cử tri thì tôi cũng xin lưu ý thêm các vị đại biểu thì cố gắng các vị đại biểu thông tin thêm để cử tri biết về những cái kết quả trong điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Với khoảng 150 nội dung sẽ xem xét tại kỳ họp cuối năm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo tiến độ và chất lượng.